Hello, xin chào các bác chị em ha. Đang quay cho bác chị em tham khảo cái động cơ con này Yanma quá nha. Yanma 4TNV98 nha. Con này máy đinh ga băng quá nha. Máy Nhật nha. Tình trạng xuất sắc quá nha. Đấy. Có một điểm trừ thôi quá nha, nằm chỗ này nè. Thường thường là Yanma nó hay bị ha, Yanma của ta cũng vậy ha, hay bị chỗ này. Còn tất cả các chỗ thì thôi, đẹp tuyệt vời luôn. Nó keng quá nhiều ha. Đây. Con này sản xuất 2014 nha. Cái dòng Yanma 4T98 này thì nó bền lắm quá nha. Rất là bền, cho nên được bà con nông nghiệp của mình hay dùng ha, cũng như là những cái cô bán chị em mà xài ghe tàu biển được các kiểu. Tất cả nguyên zin hết đó nha. Đây nó bị bong bong sơn chỗ này ha. Còn ốc tán cạnh được còn y thinh nguyên zin ha. Em quay gõ nét cho quán chị em dễ nhìn ha. Dẫn heo nè. Chảy chì quá nha. Này mới dặn ra chút xíu ha. Ra nó hơi lớn, dặn ra cho nhỏ chút. Quá đẹp. Miền màng luôn. Cũng tề này về 98 mấy con này mấy con xuất sắc ít luôn quá nha. Lâu lâu có một con ha. Thường thì mấy con đó phải tầm vừa vừa nhiều, còn mấy con xuất sắc gì nó cũng ít có lắm. Đấy. Máy thì bên em cam kết quá chị em là nguyên bản, không có sơn dặm, không có chế cháo ha. Mình đề máy cho mấy chị em tham khảo ha. Con này thì đề có tắt điện quá chị em, trước khi mình đề thì mình cho cái tắt điện nó ngậm vô cái là mình đề ha. Dính máy nha. Em lắm vậy mày, đã lắm, tuyệt phê luôn. Thời hám cứ khử quá vậy. Tắt à, gỡ kẹp ra tắt, tay dính máy, tay dính máy. Giờ thì em sẽ bắn lên lớp dầu cho nó quá trời nhìn thấy bóng cho đã ha. Đấy, xịt dầu lên lớp dầu, xịt dầu nhìn nó bóng phê quá nha. Quá trời em xài máy nhà đó, quá trời em xài về cái rửa cái sạch sẽ. Đấy, cái máy sạch sẽ cái bắn lên lớp dầu nè, cái ốc, những con ốc tán này kia nọ đó quá trời, nó bền ha. Chứ nhiều khi mình xịt qua rửa quá chất quá anh chị em, rửa quá chất cái mình bắn dầu lên nó không có bị hư ốc. Đấy. Đó. Bắn lên cái nhìn đã không? Cái này thì em để trong vòng 10 bữa nửa tháng quá anh chị em, nó còn nhẹp vậy đó. Giữ được cái độ bền máy nó cao. Đấy. Rồi, ok. Anh chị nhìn thấy phê không? Giống như kiểu như là lâu lâu mình tút bữa cái mình đi đám đi tiệc quá chị em. Thanh niên đàn ông mình thì cạo râu, cạo ơ được các kiểu quá chị em ha. Đó, mang giày, mang dép, thanh niên đều vô nhìn thấy nó cũng xịn xịn sò. Phụ nữ người ta thì kem hay phấn đâu. Còn mình này, mình rửa sạch sẽ xong bắn lên lớp dầu, nhìn phê vải không? Đấy, đã ghê quá chị em. Rồi, một lần nữa em cảm ơn quá chị em rất là nhiều nha. Thời gian qua đã ủng hộ máy bên em. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào. Hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo.